Chào các em, đây là cái video cô làm hướng dẫn cho các em cái bài về thực hành lập trình bài toán giải bài toán trên máy tính, tức là bài 17 trong cái sách giáo khoa trang 117 sách cánh diều tin học 10. Như vậy cái bài cứu nạn này thì đề bài nó như sau. Một tàu đánh cá có ngư dân bị tai nạn và họ phải đi đến một cái đảo mà cách đó là dê hải lý. Sau đó thì họ sẽ đi với vận tốc là V1 hải lý trên giờ. Và bây giờ có phương án là họ sẽ yêu cầu một cái tàu để từ từ cái nơi có cơ sở y tế đó sẽ cũng đi để với vận tốc V2 km trên giờ để làm sao cho hai cái tàu này gặp nhau là nhanh nhất. Như vậy họ yêu cầu là tìm cái thời gian là sau bao lâu thì hai cái tàu sẽ gặp nhau. Như vậy đề bài này yêu cầu là sẽ mô tả thuật toán bằng liệt kê các bước hoặc là bằng sơ đồ khối, sau đó mình sẽ viết chương trình bằng Python. Như vậy là với cái cách sơ đồ khối liệt kê các bước thì đơn giản, bài này nó chỉ có hai bước thôi. Bước 1 là nhập cái khoảng cách giữa hai nơi, vận tốc của cái tàu bị nạn, thứ hai là vận tốc của cái tàu đi cứu nạn. Cái bước 2 là thông báo thời gian gặp nhau, bởi vì hai cái tàu này đi ngược chiều cho nên thời gian gặp nhau sẽ bằng khoảng cách chia cho tổng vận tốc của hai tàu và nhớ là cùng đơn vị. Còn về sơ đồ khối thì mình sẽ dùng cái khối hình oval để nhập và kết thúc, để bắt đầu và kết thúc, dùng cái khối oval để mình thông báo kết quả ra màn hình và dùng cái khối là hình bình hành để nhập dữ liệu. Như vậy cái thuật toán của nó như thế này. Và bây giờ vào chương trình thì đầu tiên mình sẽ nhập dữ liệu cho nó. Mình sẽ cho nó là đều là đơn vị là float đi. Như vậy mình sẽ nhập d bằng float mở ngoặc input, và ta nhập đây là khoảng cách của nó. Sau đó mình nhập V1 cũng là float input. Ở đây mình sẽ nhập đó là vận tốc của tàu đánh cá. Và sau đó mình nhập V2 cũng float input. Đây là vận tốc. Theo đây là vận tốc của tàu cứu nạn. Rồi sau đó mình sẽ print ra. Print ra. Sau D chia cho V1 cộng với V2. Thì hai tàu gặp nhau. Ok, bây giờ ta thử chạy xem. Dụ ta khoảng cách của nó là 100 hải lý đi. Vận tốc tàu đánh cá thứ nhất là 45 km trên giờ, vận tốc thứ hai là 50 km trên giờ. Như vậy nó phải hết 1,05. Đó, hai tàu gặp nhau. Như vậy là gặp phải cái bài này thì ta đã giải quyết xong nhé. Cả về thuật toán liệt kê các bước, cả về sơ đồ khối và cả về cài đặt chương trình trên Python.
Ok, bye.